bảo tồn được rái cáo hoang dã trong tự nhiên phát triển tốt phải có được sự giúp đỡ của nhà nước rồi ủng hộ của cộng đồng, chứ đâu phải như YouTuber lên mạng nó phát khoe cua, tối ngày cứ xô cái mặt mình ra nói linh tinh lang tang này kia, khoe giàu này nọ, chán lắm luôn á. Khoe tiền đồ kia ăn chơi của mình hưởng thụ, mình khoe cho người ta tức chơi vậy hả? Ảnh này ăn tiền nha con, dễ thương á, cảnh này dễ thương á, duy trì khoảnh khắc này nha. Thôi, ăn đi chán quá, chán con quá.